Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng, chư đức ni. Hôm nay là cái giờ học về tổ sư thiền. Do tôi là thông thiền của trong thiền phái Trúc Lâm hướng dẫn về cái bộ môn này. Thì đầu tiên chúng tôi sẽ nói sơ qua về cái việc mà chúng tôi được vào đây để hướng dẫn cho quý vị. Thì cái môn của chúng ta đó là thiền học đại cương, thì gồm hai cái phần. Một là Như Lai thiền do Thượng Tọa Tăng Định hướng dẫn, hai là Tổ Sư thiền do chúng tôi hướng dẫn. Và hôm nay tiết học này chính là Tổ Sư thiền. Thì theo cái danh xưng của bộ môn chúng ta học, bữa nay mình đi thẳng luôn, đi thời giờ không có nhiều á, mình không có nói dài dòng. Thì đầu tiên á, chúng tôi định nghĩa về tổ sư thiền trước, rồi sau đó nói về cái cách mà tổ sư thiền dạy chúng ta tu như thế nào, rồi cái cách phân biệt giữa Như Lai thiền, Đại Thừa thiền và tổ sư thiền. Đó là nội dung của cái tiết học này. Đầu tiên nói về định nghĩa. Quý thầy quý cô á, ghi ngắn tắt thôi, tại vì sẽ có tài liệu á. Sau tiết học mình sẽ phát tài liệu cho quý vị ở văn phòng trên ra đưa quý vị, chứ không cần phải ghi hết đúng không nào? Tại vì bây giờ học lên đại học rồi, chỉ cần lắng nghe ghi những cái điểm quan trọng thôi, chứ còn những cái mà mình không có trong tài liệu đó, quý vị phải chú ý, phải biết những cái điều đó mình nói thêm á. Thì tổ sư thiền là gì, danh xưng của nó còn gồm những danh xưng gì, nó còn những tên gọi là tối thượng thừa thiền, còn một danh xưng nữa Như Lai thanh tịnh, là thanh tịnh tự tánh thiền, thanh tịnh tự tánh thiền, Như Lai thanh tịnh. Ta nói dài vậy, tự tánh thiền. Đây là hai danh xưng thường gặp nhất. Rồi kế đó nó còn cái tên khác là thiền tông, đúng không? Này cũng rất phổ thông, thiền tông. Rồi bên cạnh cái thiền tông đó, nó lại phát sinh ra theo cái lịch sử á, nó phát sinh là Đạt Ma tông. Vô Môn tông. Mình sẽ đi từ từ những cái định nghĩa này. Ở trên đây nè, nó còn một cái nữa là Đốn Ngộ thiền. Nếu mình gọi theo cái cấu trúc Hán, Đốn Ngộ thiền, tức là thiền đốn ngộ. Đốn ngộ. Đấy. Còn dưới là nói về cái pháp môn đó, cũng tên gọi của nó là thiền tông, hoặc là Đạt Ma tông, hoặc là Vô Môn tông. Bây giờ mình sẽ định nghĩa từng phần một. Tại sao gọi là tối thượng thừa thiền? Cái này do ai đặt? Không lẽ thiền tông tự vỗ ngực xưng tên mình là tối thượng thừa sao? Thưa không, vẫn là do người sao đặt cho. Tại vì khi thiền tông phát triển được rõ đó, thì cái thế lực rất là mạnh và được người sao đó gắn cho cái tên là tối thượng thừa thiền, để cho chi khác với Như Lai thiền và Đại Thừa thiền. Tại vì đã có mặt Như Lai thiền rồi, tức là thiền nguyên thủy đó, rồi sau đó là Đại Thừa, thiền Đại Thừa phát triển, thì á, thiền tông này nó khác với Đại Thừa, cho nên và nó thẳng tắc, nó nhanh chóng ha. Cho nên người ta gọi nó bằng tên gọi khác, Đại Thừa, gọi là tối thượng thừa là như vậy. Tối thượng tức là nó cao tột trên đó, chứ không phải đệ tử thiền tông tự xưng mình là tối thượng thừa đâu,
do các học giả, các người đời gắn cho. Y hiểu như vậy. Tối thượng thừa thiền là như vậy. Nó một chút phần cuối mình sẽ nói sự sai biệt giữa thiền nguyên thủy nè, thiền đại thừa và tổ sư thiền này. Thì lúc đó nó sẽ nổi bật lên cái tính cách tối thượng thừa này. Thì chúng ta qua Như Lai thanh tịnh từ tánh thiền. Cái thiền tổ sư này nó đặt trên cái nền tảng của Như Lai thiền, chứ không phải do mấy tổ sư chế ra, có nền nguồn gốc đàng hoàng. Nguồn gốc nó ở đâu? Thưa ở nơi Pháp hội Linh Sơn, Đức Phật giơ cành hoa lên khai thị cho hội chúng. Thì trong cả Pháp hội không ai hiểu gì hết cả. Duy có Ngài Ca Diếp, Ngài lãnh hội được, Ngài mỉm cười đúng không? Cho nên có một cái thuật ngữ là Linh Sơn Phó Trúc hoặc là Niêm Hoa Vi Tiếu. Tức là trên Pháp hội Linh Sơn, Đức Phật truyền trao cái pháp môn này. Và người lãnh hội đó là Ngài Ma Ca Diếp, Ngài mỉm cười, Vi Tiếu là mỉm cười. Niêm Hoa là Đức Phật giơ cành hoa sen lên để khai thị. Và ở dưới, ta ngơ ngác anh Trường, thì chỉ có Ngài Ca Diếp kêu bằng lãnh hội được, vui trong lòng, mỉm cười, gọi là Vi Tiếu. Niêm Hoa là Đức Phật, Vi Tiếu là Ngài Ma Ca Diếp, là như thế. Và đó là cái gốc là Như Lai. Tại sao có cái từ là thanh tịnh tự tánh? Tại vì cái thiền này đó, nó khác với đại thừa ở chỗ chỉ thẳng cho mọi người chúng ta, chúng sinh biết rằng nơi tự thân của mọi người đó, có một cái tự tánh thanh tịnh. Mình dịch ngược lại tự tánh thanh tịnh. Đây là cấu trúc hát. Có một cái tự tánh. Tự tánh tức là cái bản tâm, tức là cái bản tánh của mình, nó vốn thanh tịnh. Và cái thiền đó, cái thiền mà nói gì cái đó được danh xưng là Như Lai thanh tịnh tự tánh thiền, hoặc gọi tắt thanh tịnh tự tánh thiền. Nhưng mà cái chuyện Như Lai thôi, chẳng người ta biết cái nguồn gốc của nó. Không phải là tổ sư chế ra, phải có nguồn gốc từ Phật Thích Ca đã. Nhưng mà sở dĩ phát dương rộng lớn quang đại đó là nhờ công ơn của tổ sư, nhất là tổ Đạt Ma, nhất là được tổ Nguyễn Nam, là như vậy. Tại sao có cái danh xưng là Đốn Ngộ Thiền? Đây, chính đây là cái điểm khác biệt với Đại Thừa, với Nguyên Thủy. Đốn ngộ nghĩa là ngộ nhanh, thì đốn tức là nhanh. Ngộ là nhận nó được, nhanh. Nhận nó được cái gì? Nhận nó được cái tự tánh thanh tịnh này đây. Nhanh chóng, không qua một thời gian ba tăng kỳ gì cả. Đó là cái điểm độc đáo. Thường thường theo giáo môn á, nếu trong kinh điển nói đó, mình mà muốn ngộ mà thấy được cái tự tánh đó phải trải qua tới hai hoặc ba tăng kỳ không. Nhưng đặc biệt cái thiền này tổ sư có cái cách mà cái từ thuật ngữ thiền tông gọi là thủ đoạn đó. Nhưng mà dùng từ thủ đoạn thì ghê quá, nó sợ người đời hiểu lầm, cho nên sửa đổi chút là thủ thuật. Có con cái thủ thuật để khiến cho người học á lập tức lãnh hội. Đó là cái điểm độc đáo của tổ sư thiền này. Và cái điểm đó gọi là đốn. Đốn là nhanh, không trải qua thứ lớp. Nghĩa là trong một tích tắc, ví dụ người nào mà có cái cơ duyên, có một cái chủng tử về thiền này đó, thì khi mà được khai thị như vậy lập tức lãnh hội, nhanh chóng như vậy. Nghĩa là trong một tích tắc thôi là lãnh hội được. Và cái chuyện đó trong thiền sử rất nhiều, chứ không phải là không có. Thiền sử Trung Hoa, thiền sử Việt Nam, rất nhiều trường hợp nó xảy ra. Và những con người đó là đi theo con đường của tổ sư đây, gọi là Đốn Ngộ Thiền. Mình dần dần đi sâu thì mình thấy rõ cái tính chất của Đốn Ngộ này. Khi học về Lục Tổ Huệ Năng và Đại sư Thần Tú thì rất rõ ràng điểm này. Từ từ rồi mình sắp tới. Rồi tại sao gọi là thiền tông? Tại vì thiền thì có nhiều loại thiền. Cái từ đầu tiên á, thiền học á, thì nó bao quá nhiều loại thiền lắm. Mà theo Ngài Khuê Vân Tông Mật, tức là một thiền sư Trung Hoa đó, thì Ngài chia ra làm 5 loại. Đầu tiên là phàm phu thiền, cái đó ngoại đạo thiền, rồi tiểu thừa thiền, đại thừa thiền và tối thượng thừa thiền.
thì trong đó đó tối thượng thiền là cái thiền sau cùng đó. Đối với cái nền mà Phật giáo Trung Quốc đó, thì rất là lớn mạnh, đặc biệt cái tổ chức cái tối thượng thiền này, cho nên nó bao trùm các loại thiền khác đó. Nói tới nó là người ta nghĩ tới, nói tới thiền là ta nghĩ tới cái thiền này nè. Cho nên nó trở thành một cái tông phái lớn lớn. Ở bên Trung Quốc có 10 tông thì cái thiền này chiếm lấy một tông, cho nên đặt nó là thiền tông, một cái tông phái về thiền. Và nói đến thiền tông là phải nghĩ tới tổ sư thiền này, không thể nhầm vào đâu được. Đó là người ta đặt tên như vậy. Cái gì hiểu không? Thiền thì rất nhiều loại thiền, đại khái là khơi phong tu mật chỉ là 5 loại, nhưng mà để chỉ cái thiền này đó, tổ sư này nè, thì người sau dùng chữ thiền tông để chỉ nó, vì nó là một tông phái lớn mạnh, nó ngang cơ với những cái tông phái, chính cái tông phái khác ở bên Trung Hoa, như Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông rồi đó, ngang cơ, đây gọi là thiền tông để phân biệt. Như hiểu không? Sở dĩ có những tên đó, chú ý như cái này đó nha, trong tài liệu mình không có giảng những cái này. Mình chỉ nêu tên lên thôi. Có khi trong bài thi mình hỏi đi, tại vì đây là cái chỗ quan trọng. Chú ý đâu đó mình nhắc hết á. Có khi trong đề thi mình sẽ hỏi những cái tại sao nó có cái danh xưng như vậy, tên gọi như vậy. Tại vì đây là cái môn mình học, mình biết cái gì mình học đó, mình biết rõ về nó à, cái gốc, cái chánh yếu mà biết. Những cái phụ có thể không biết cũng không sao. Mà cái chánh, đây là cái môn tổ sư thiền mà mình không rành là sao? Nó nghe cái định nghĩa, bắt buộc phải biết cho rành. Rồi như vậy. À, mình không phải mình nói hết đâu. Ví dụ móc ra một cái mình nói, tại sao gọi là thiền tông? Tổ sư thiền rồi người ta gọi là thiền tông nha. Quý vị phải giải thích cho được ạ. Có gì thắc mắc thôi chưa? Nhìn qua cái thiền tông này được chưa? Mình sẽ tới Đạt Ma Tông. Tại sao tổ sư thiền còn gọi là Đạt Ma Tông? Thưa, vì thế kỷ thứ 6 đó thì Đức Tổ Đạt Ma từ bên Ấn Độ đem cái thiền này sang bên Trung Hoa, à, đi đường biển tới Trung Hoa và đem nó tới, à, và ngài mới dạy cho người dân Trung Hoa đó học cái môn thiền này. Đầu tiên là dập vua Lương võ đế trước nha, à, rồi sau đó ngài lên Thiếu Lâm ngồi trong đó 9 năm như vậy, rồi sau đó gặp Huệ Khả, ngài mới truyền trao cái thiền tổ sư này đây. Và người ta lấy ngay cái tên của ngài là đặt cho cái tông phái, thay vì gọi thiền tông thì gọi Đạt Ma Tông cũng được, người ta vẫn hiểu đó là thiền tông nha. Còn tại sao gọi là Vô Môn Tông? Hiểu này họ. Vô môn, vô môn có hai cách hiểu. Thứ nhất là không có cái cửa. Vô là không có, môn là cửa. Nó nghe nghĩa dễ hiểu nhất. Thì cái tông phái này đó, nó không có cửa đi vào. Cái đặc biệt thiền tông, có môn nào cũng có cửa để mà người ta vào. Nhưng thiền tông là cái cửa mà không cửa. À, nó vô môn. Tại sao vậy? Bởi vì nó không đưa ra một cái đường lối nào. Nó chỉ thẳng tâm thôi mà, đâu có một cái pháp môn đối trị đâu. À, cho nên cái nghĩa thứ hai của nó cũng có nghĩa là không có pháp môn. Chữ môn đây là pháp môn, không có pháp môn. Cửa chính là pháp môn, cái gì nữa. Trong Phật giáo của mình rồi, chữ môn là cửa đó, chính là chỉ vô pháp môn. Tất cả chín tông phái khác đều có pháp môn, đều có đường lối chỉ cho người ta vào. Nhưng phương pháp vào, đặc biệt thiền tông phương pháp mà không phương pháp, nó lạ lùng này như vậy. Tại sao? Chỉ thẳng mà. Làm sao cho mình nhận ra được cái bản tâm đó, cái tự tánh đó. Không dùng chữ nghĩa, không dùng những cái cách thức gì đó. Đây là cái điều đặc biệt của thiền tông, của tổ sư thiền. Thí dụ như đi học thiền viên thủy đi, thì phải tứ niệm xứ, phải không? À, hơi quán, hoặc ngũ đình tâm quán. Nhưng mà đặc biệt thiền tông này không xài những thứ đó, tại vì đó là những pháp môn đối trị. Đối trị mình có bệnh thì cho thuốc, mình ăn ngay nữa thuốc mình uống. Đặc biệt thiền tông là chỉ thẳng cái gốc và cái tâm tính, tâm tức là Phật,
Thế mình ngộ được quán tâm, lập tức bệnh tật tiêu tan, không có bệnh nào nữa chứ, nên khỏi dùng thuốc như vậy. Mày hiểu không? Cho nên nói là vô ngôn tâm này, cái tông phái mà không có pháp môn, chứ nói không cửa thì nó hơi khó hiểu, không có pháp môn, tức là không có những cái cách đối trị, không xài cái cách đối trị. Thí dụ thì nguyên thủy, thì đại thừa, đây là những cách đối trị. Ví dụ nguyên thủy, ví dụ như mình loạn quá thì dùng cách để dừng tâm mình lại, hay như ngũ đình tâm quán, hoặc là mình số tức quán để trị loạn động, hoặc bất tịnh quán để trị gì, tham ái, nuốt. Đó là những cái cách mà đối trị. Rồi thí dụ đại thừa thì dạy mình sao để đối trị. Ví dụ sân quá thì sao, từ vi quán, đúng không? Đúng là cách đối trị. Nhưng mà đặc biệt thiền tông này, hãy mình nhận ra được cái tự tánh thanh tịnh thì lập tức những cái bệnh đó nó hết. À, nó hay vậy, tại vì vốn thanh tịnh mà. Cái thanh tịnh này là nó không còn bóng dáng của phiền não trong đó. Cái tự tâm chúng ta, nó đặc tính của nó là vậy. Nên nó hay, hãy người nào kiến tánh thì tự động những cái kia nó không có mặt, không có mặt. À, cho nên nói nó không có pháp môn. Này hiểu không? Chú ý vô này nha, không có pháp môn là như vậy. Nên nó thẳng tắc là như vậy, đốn mà, đốn ngộ là như vậy luôn, không có pháp môn. Đó là điểm khác biệt với Như Lai và Đại Thừa Thiền là như vậy. Nó không có môn và rất là thẳng tắc. Nó là mình đi sơ qua phần định nghĩa. Vậy nói về cái thứ hai, tạm thời ha, đối với pháp môn này tạm thời theo hòa thượng tôn sư chúng tôi là hòa thượng Thượng Thanh Hà Tư dạy đó, thì cũng căn cứ vào những lời dạy của tổ sư đó, ngài đúc kết lại thành hiện thời cái tổ sư thiền này đó trên đất nước mình đó, có những cách tu như thế này. Ba lối tu, đại biểu ba lối tu của tổ sư thiền này. Giờ mình cho này là một là mã đi ha, hai là mã đi, thì mình chia ra một nhỏ, ba nhỏ, một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ. Cái này là phương tiện cho quý thầy dễ hiểu thôi, chia ra ba lối cho quý thầy dễ hiểu. Cái thứ nhất là tô biết vọng. Mà đại biểu á là tổ sơ tổ Đạt Na dạy cho người khác. Đây. Đây là cái cách mà cũng gọi là thẳng tắc đấy. Tại vì nằm trong tổ sư thiền, nó đốn ở chỗ này. Tức là khi mà tổ Đạt Ma sang Trung Hoa, những cái sứ mệnh là đem tổ sư thiền này để giảng dạy cho những người mà có cái cơ duyên. Thì đầu tiên gặp được vua Lương Võ Đế tại triều đình nhà Lương. Thì sau những cái cuộc mà hỏi đáp qua lại, thì tổ thấy vua Lương không thể hợp với mình, cho nên tổ mới sang sọc đi về hướng Thiếu Lâm, và lên Thiếu Lâm. Sau cái chùa Thiếu Lâm có cái hang đá, và tổ mới xin vào trong đó, tổ ngồi thiền. Đúng rồi, 9 năm như vậy. Không có nghĩa là ngài không ăn uống uống gì đâu. Nghĩa tới giờ ăn ngài cũng xuống chùa ngài ăn, ăn lên ngài ngồi như đó ngài ngồi. 9 năm như vậy. Chứ không phải ngài ngồi liên tục như vậy. Vậy hiểu nha. Cũng xuống ăn uống rồi lên trên đó ngồi. Ngài chờ tới hết 9 năm đó để chờ đợi một người. Đó chính là Vệ Khả. Quệ Khả lúc đó chưa tên là Quệ Khả, tên là Thần Quang. Là một người mà có khí phách, có người ta gọi là có cái chí đại trượng phu. Thì Thần Quang đến trong khi tổ ngồi ở trong hang đá,
Thì ngồi như vậy, tới lúc mà đứng cả ngày ở ngoài trời như vậy, mà quý vị biết bên Trung Hoa có tuyết, tuyết nữa rồi. Rồi tới ban đêm đứng luôn như vậy, đứng cả đêm như vậy ngoài sân, tổ thì ngồi trong hang. Thì tới sáng đó, tuyết nó ngập tới đầu gối nè, tuyết ngập tới đầu gối. Thì tổ từ hồi hôm qua tới sáng hôm đó, sơ tổ không nói gì chứ, không hề hỏi thăm gì. Thì nhưng mà tới sáng mà thấy tuyết ngập khắp đầu gối của Huệ Khả đó, thì sơ tổ mới thương tình nữa hỏi, thì ngươi đến đây cầu việc gì? Thì thần quan mới thưa, thưa hòa thượng, con đến đây cầu cái phó vua thượng. Thì tổ mới nói, cái phó vua thượng quý lắm, đâu thể dùng chút công phu đó mà cầu mà được. Thì Huệ Khả nghe nói như vậy mới biết rằng mình chưa xứng đáng, cho nên mới lại xá tổ con gái này, mình đi vô trong chùa Thiếu Lâm mượn cái dao á, xuống nhà bếp mượn cái dao chặt vào cánh tay dâng lên, dâng lên. Đây là cái gọi là tấm lòng của con dâng lên thầy, con cầu quá lắm. Thì lúc đó tổ đơn ma mới nói, khá đó, đặt tên cho ngươi là Huệ Khả là như vậy. Huệ Khả là trí tuệ khá, khá lắm. Rồi lúc đó tổ mới hỏi, vậy chơi tới đây tìm ta để muốn tìm cái gì ở đây? Thì ngài Huệ Khả mới thưa, bạch Huệ Thượng, tâm con không có an, xin ngài an tâm cho con. Thì sơ tổ mới nói, ngươi đem tâm ra đây, ngươi không an con đem ra đây, ta an cho. Thì lúc đó Huệ Khả mới nhìn sững lại, tìm tâm của mình, tìm cái mà không an á, cái làm cho mình không ăn, tìm hoài không thấy. Thì cũng thưa thiệt, bạch Huệ Thượng, con tìm không được, tìm tâm không được, tìm cái làm cho con bất an, con tìm không ra. Thì ngay đó sơ tổ nói, ta an tâm cho ngươi rồi, đúng không? Chứ còn gì nữa, ông an rồi, ông tìm không có, tức là nó đâu có đâu, cái bất an đâu có đâu. Thì không phải an là gì? Vậy cả ngay đó lãnh hội được liền, không cần qua cái gì khác nữa, không có dạy gì khác, chấp nhận lại cái bản tâm mình, cái vốn thanh tịnh, gì nó hiểu vậy, cái vốn vắng lặng, và trình lên ha, thì sơ tổ gặp nhau, biết là nhận được. Trải qua một thời gian, cái vị khả ở đó với sơ tổ, thật mà, ở chùa Thứ Lâm. Về thời gian cũng đôi ba tháng gì đó, một hôm tổ mới gạn lại, hỏi con á, trong đây không ha, nhưng mà hỏi đại tôi thấy làm sao? Thì ngài nói con vắng lặng, ha, trong đây nó hoàn toàn vắng lặng, nhìn được khế hợp với cái thể của chúng như rồi. Thì lúc đó tổ đại ma mới nói, coi chừng rơi vào không nha, tại không có gì hết, trong nó rỗng thênh mà. Cái thể bản thể chân tâm nó vốn rỗng thênh, không có gì ta. Cái tổ mới cảnh giác là có chừng rơi vào không. Thì ngay khi ấy Huệ Khả mới nói rằng, con á lặng lẽ, cái vắng lặng nhưng mà thường biết lặng lẽ ha, đây là cái thể cộng với cái thường biết, quan trọng lắm á, cái này rất là quan trọng. Rồi cho nên không có rơi vào không. Thì tổ đầu ma một lần nữa, đây là cái yếu chỉ tu hành của Đô Sư Thiền đây, lặng lẽ thường biết, lặng lẽ chính là tịch, tịch chữ Hán, thường biết là chiếu. Tịch chính là cái thể vắng lặng, cho nên nó là thể, bản chất của thể là vắng lặng. Rồi cái mà thường dưới soi đó là cái đặc tính của dụng của chân tâm, đó là dụng. Cho nên nói với tổ sư thiền đó, nói với cái tự tánh, với chân tâm của mình gồm đủ hai mặt, thể và dụng.
nhớ nha, thì mới đúng. Nếu chúng ta một bề chỉ vắng lặng không á, thưa cái đó không phải tu siêu thiện. À, một bề vắng lặng không, không phải tu siêu thiện. Tu siêu thiện là thì có thể cộng với ví dụ. Và điều này đầu tiên là được Huệ Khả trình lên với Sơ Tổ Đạt Ma, được Ngài chấp nhận. Đúng với đường lối của Tổ Đạt Ma chủ trương. À, thể và dụng. Cái này mình nhắn tắt thôi, nữa mình học sâu vô mình sẽ biết rõ thêm nữa. Đó là cái thứ nhất là biết vọng, tức là biết cái những cái mình niệm khởi lên của mình nó vốn hư vọng, không thật. Vọng là dối, không thật. Biết nó, nó lặng xuống. Mặc như vậy hả? Trở về cái thể vắng lặng. Người nào căn cơ kêu bằng gọi là nhạy bén đó, có cái chủng tử với thiền thông, lập tức ngay đây lãnh hội được liền. À, vào cửa đường liền, tôi gọi là vào cửa. Đây là cái điểm đặc sắc của tổ sư thiền này. Chỉ cho mình nhanh như vậy. Khi mình nói, người đem tâm ra đây để cho ta ăn, tìm không được. Ngay đó lãnh hội liền. Đó là điểm độc đáo của tổ sư thiền. Nó nhanh như vậy. Không cần phải trải qua một thời gian tu hành lâu như thế. Người nào mà thông minh nhạy bén nhận nó liền lập tức. Cái gì hiểu không? Nó cũng có tên gọi là đốn ngộ thiền là như vậy đấy. Nhận nó được cái thể và dụng này nè của chân như này đây. Thiệt ra cái chân như là đại thừa thiền cũng có. Có. Nguyên thủy thì không có nói tới cái vụ mà chân tâm gì hết. Nhưng mà đại thừa thiền có nói. Nhưng mà đại thừa thiền nói là sau khi chúng ta sạch phiền não, ha, tu trải một thời gian dài hết phiền não thì mới đạt được cái chỗ này. Đó là điểm khác biệt giữa tổ sư với đại thừa. Đại thừa thì chủ trương tu một thời gian lâu xa, lặng hết phiền não, chân tâm xuất hiện. Trong khi tổ sư thiền có cái cách chỉ thẳng ngay giờ phút này thấy được cái chân tâm đó, khỏi trải qua thời gian lâu xa gì hết. Đây điểm độc đáo. Và sau đó mình tu đặng quét dọn. Chuyện quét dọn là sao? Yêu cầu là thấy được cái đó liền. Thì tổ sư thiền có cái khả năng chỉ cho mình, rồi trực chỉ nhân tâm, chỉ thẳng lòng người, thấy tánh thành Phật. Là như vậy. Mấy thầy lãnh hội được chưa? Mình cũng đâu làm nhanh lắm đâu. Không. Có gì thắc mắc không? Tới chỗ nào thắc mắc phải hỏi liền. Tại vì sẽ đi liền qua. Cái gì không thông đó thì có quyền đứng lên nhờ mình nói lại, nhờ mình giải thích. Chứ không khéo là quý thầy nữa là bạn không được á. Những cái mình giảng đây nó không có trong tài liệu nha. Tài liệu mình chỉ làm nhắn tắt thôi ạ. Những cái giải thích này là quý thầy phải nhớ. Bây giờ sang cái thứ hai, chúng tôi sẽ nói về cái biết, trong đó là đại diện là biết thấy và biết nghe. Cái này có xuất xứ đàng hoàng, cũng của Phật nói, chứ không phải tổ sư chết đó đâu. Nhưng mà hòa thượng chúng tôi thì nhấn mạnh chỗ này, và dạy chúng tôi bằng cái cách này. Cái biết thấy biết nghe này đây, và chư tổ thiền Trung Hoa thì Việt Nam cũng hay ứng dụng cái cách này. Sau cái bí nhộng, là tới cái cách này. Cái này là cái cách mà có thể nói là còn thẳng tắc hơn cái bí vọng này nữa. Tức là sau khi mình biết vọng này xong đó, mình sẽ qua cái giai đoạn này nè của tổ sư thiền chủ trương. Tức là nơi tự thân chúng ta đó có một cái biết mà không qua ý thức, không qua tư duy, không qua sự suy nghĩ gì cả. Tại vì nếu chúng ta lọt vào trong ý thức đó, tức là bằng cái cách suy nghĩ thông thường này đó, thì đó là vọng. Mình không theo cái vọng đó. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật có khai thị như thế này. Bằng cách gọi A Nan đánh chuông. Khi A Nan gõ chuông, bon cái. Thì Đức Phật hỏi, đại chúng có nghe không?
Thì đại chúng nói có nghe. Cái Đức Phật á, mới này đại khái như là cái cách diễn đạt thôi nha. Tức là kêu A Nan á cầm cái dùi á mà không có đánh được vua, đánh vào hư không này nè. Hỏi có nghe không? Nghe không? Nghe nghe gì? Đại này có học thiền. Rồi cái không nghe đó là cái gì? Cái này nói nghe, cái không nghe, cái không nghe là cái gì vậy? Hả? Đâu có nghe chứ. Chứ nghe cái không nghe làm sao đâu giờ giải thích mình nha. Cũng tại này lên đây giải thích mình nghe cái không nghe làm sao. Đi làm sáng tỏ vấn đề không biết sao đó. Mình có bắt mí rồi sợ. Thì cứ nghe. Nghe không có tiếng chuông chứ không phải không nghe. Tức là đánh vô hư không thì đâu có tiếng chuông. Có phải như không? Nghe những cái khác chứ, ngay trong cái thời khắc đó. Tắt đèn điện đi, dồn qua đây. Trong cái thời khắc mà chúng ta lớn quá hả? Trong cái thời khắc chúng ta không nghe tiếng chuông á, nhưng mà lúc đó chúng ta vẫn nghe những âm thanh khác chứ, có phải không? Ví dụ con dế nó kêu, con chim nó hót, vẫn nghe chứ. Mặc dù nghe nhỏ, vẫn nghe. Cho nên điều đó chứng minh rằng cái nghe của mình nó thường hiện hữu, nó không vắng mặt bao giờ. Có phải không? Ngay cả khi chúng ta ngủ. Khi chúng ta ngủ thì sao? Các căn nó đóng lại. Nhưng mà thật ra nó cũng giống như máy smartphone đó, nó chạy ngầm ở trong. Những cái ứng dụng ngầm nó chạy ngầm ở trong. Bằng chứng là có ai tới làm gì động ra mình tỉnh giấc liền. Mình vẫn nghe chứ. Trong lúc mình ngủ mình vẫn nghe chứ không phải không nghe. Có phải vậy không? À, vẫn biết. Cái đó gọi là cái biết. Nếu nói nghe thì nó hơi hơi quá, nhưng cái biết nghe nó vẫn hiện hữu, thường hiện hữu. Có phải không? À, cái ai đụng tới mình á, ra tới gõ gõ nghe, cần lỗ tai mình cho mình tỉnh giấc liền. Tức là cái biết nghe đó nó lúc nào cũng có mặt, chứ không phải mình ngủ rồi nó mất tiêu luôn. Do gì lúc nào có mặt cho nên ai đụng tới mình biết à? Có phải không? Đó, chính cái biết nghe đó mà lúc đó đó, quý vị có suy nghĩ gì đâu? Ai đụng tới quý vị tỉnh giấc liền, biết liền. Có suy nghĩ gì không? Đâu có. Cho nên cái biết đó đối với nhà thiền rất quan trọng. Các thiền sư hay sử dụng cái chiêu này lắm để khai ngộ cho người ta. Thí dụ trong thiền sử Trung Hoa. Thiền sử Trung Hoa thì có một thiền sư gọi là Vô Nghiệp. Thiền sư Vô Nghiệp. Ngài tới với Mã Tổ Đạo Nhất, tức là một thiền sư cử phách đời nhà Đường. Thì Mã Tổ là đứng đầu trong những hàng thiền sư ở Giang Tây. Ngài là cái lò đào tạo nổi tiếng ở Giang Tây, Trung Quốc. Thì Vô Nghiệp mới nói: Bạch thầy, đối với kinh giáo con hiểu được chút ít, nhưng mà đối với cái tông môn này nè, thiền tông này, con không có hiểu lắm, xin thầy chỉ cho. Thì Mã Tổ nói: Đại đức đang ồn, đi đi, khi khác tới. Hiện giờ để đứt lộn xộn, đi chỗ khác, đi ra đuổi. Thì Vô Nghiệp mới xá đi ra. Vừa bước ra chưa tới cửa đó thì Mã Tổ mới gọi: Đại đức. Thì thiền sư Vô Nghiệp đó, lúc đó là ông thiền tăng thôi, quay lại thì xoay đầu lại. Cái Mã Tổ hỏi: Là cái gì? Hỏi cái là cái gì? Lập tức Vô Nghiệp ngộ đi. Cái chiều đó rất là độc đáo. Có ngộ không? Thì giờ hỏi sư cô, quay đầu lại mình nói là cái gì không biết gì. Không biết gì hết rồi. Nhưng mà Vô Nghiệp thì khác. Vô Nghiệp khi mà được hỏi kêu đại đức như vậy, ông quay đầu lại là cái gì, ông nhận ra gì. Và ông sụp xuống đảnh lễ Mã Tổ. Cái Mã Tổ nói: Cái độn lễ bái làm gì? Tức là nhận ra được rồi thôi, vậy xong rồi đó. Ta chỉ cho ông được cái đó này. Tức là ông nhận ra được cái biết thấy biết nghe này nè, nơi tự thân ông. Nếu ông không biết nghe, ông đâu quay đầu lại. Đúng không? Chứ để đức đâu quay đầu lại. Mà ngay cái thời khắc đó đâu suy nghĩ gì đâu.
mà vẫn có cái biết nghe nè, nhưng không biết nghe đâu quay đầu lại. Ông nhận được cái đó liền, lập tức vào cửa đó. Cái đó là vào cửa đó, tu thiền tổ sư là như vậy, dùng cái đó để mà tu. Cái biết mà không qua tư duy này, không qua suy nghĩ này, nó hơi lạ lẫm với thầy. Ở thầy học với thầy chuyên suy nghĩ rồi. Vậy kêu đừng suy nghĩ, thầy không chịu. Chứ thật ra tổ sư là như vậy, tổ sư thiền biết, chỉ biết thôi, cho nên gọi là hiện tiền. Cái biết này hiện tiền, cho nên Visamiti trong cái cách dạy của ngài gọi là hiện sinh này, sống với cái hiện tiền là cái đó đó. Cái biết thấy biết nghe là cái hiện tiền, sống như đó. Mà theo khoa học nói, nó gần như cái trực giác này. Cái biết là tức á, không kinh qua suy nghĩ nữa. Thường sống với cái đó là gần đạo dữ lắm. Mà tối ngày cái chuối mũi vô đây hoài ha, là xa đạo kỹ nữa. Đối với thiền tông, mà mình tối ngày mình cứ mò đây hoài là xa đạo, lạ lùng. Mò trong kinh điển còn đảo à, còn đảo bị rầy. Còn mò với những thứ khác của thế gian bị rầy dữ dội nữa. Cái này hiểu không? Tối kỵ mà. Mò trong kinh điển để học tập còn khả dĩ tha thứ được, đối với tổ sư thiền còn chấp nhận được, nhưng mà cũng rầy dữ lắm. Mà yêu cầu phải thấy thẳng như vậy đó. Cái biết thấy biết nghe tự nó đơn giản cực kỳ, tu nó khỏe sao đâu mà hết ra chịu theo. Lạ là như vậy, tin không nổi. Khi tổ sư khai thị như vậy, chúng ta không tin nổi. Chúng ta nói sao mà đơn giản quá, dễ quá vậy, vẫn tự làm. Không làm thì đâu thấy cái hay của nó. Nó thấy cái hay của nó, nó hay cực kỳ, hay cho nên mới tồn tại tới bây giờ chứ, đúng không? Bây giờ khắp nước mình nè, nhà nước đang khuyến khích nè, mở rất nhiều thiền nguyện, tự nhà nước mở cho bên thiền phái mình nè. Hòa thượng đâu có xây dựng gì đâu. Ông Trà đó, ông Phạm Nhân Trà đó, ông bộ trưởng bộ quốc phòng ngày xưa của chế độ này nè, ông chủ trương là mỗi tỉnh có một cái thiền nguyện nè, theo phái Trung Lâm. Ông đi cất cụm cho rồi mời với thầy trong thiền phái đi trụ trì, là như vậy. Vì người ta thấy cái lợi ích của nó. Coi như đất nước mình bây giờ thiền viện mọc lên rất là nhiều là như vậy. Nếu nói nó là không hợp thời hợp cơ thì cũng không hẳn. Không hẳn tại sao? Quá nhiều xuất hiện, quá nhiều. Ở trong tông môn mình không cung cấp người kịp, ông cất quá nhiều thiền viện, coi như tỉnh nào cũng có rồi, mình thì không có đủ người, là như vậy. Đó. Mình đào tạo người không kịp. Đào tạo tu trì không kịp, là như vậy. Trong tông môn mình thì quý vị biết cái sức lan tỏa của nó. Mà tại sao nó lan tỏa? Vì nó cũng có cái đặc điểm, đúng không? Có những đặc điểm của nó là như vậy. Nhất là cái lặng lẽ mà thường biết này, tức là trong cuộc sống này chúng ta ứng dụng vào trong đó được, ta tu được, ta làm lợi chúng sinh được. Không có đợi cho chúng ta xong việc rồi mới hoằng pháp độ sinh. Xong việc rồi chứ chắc một đời này mình sống, đúng không? Rồi chúng sinh làm sao đây? Là như vậy. Trong khi pháp môn này gieo cho ta một cái niềm tin, tới từ thân mình là Phật, từ tâm mình đó. À, mình nương vào cái từ tâm đó mình tu học, à, vừa làm vừa tu học vừa làm lợi chúng sinh, không sợ mất, không sợ gì hết. À, tại vì không phải đợi tới xong xuôi rồi mới ra độ chúng sinh. Cái đó nó hiện tiền ở đây mà nhận ra được là sống ngay. À, nên mình có một sức mạnh nội tâm rất là lớn là như vậy. Không phải không? Mình có cái niềm tin vững chắc nơi đó thì mình có thể, nếu mình cũng sống được phần nào tương ưng với nó đó, thì mình có thể mạnh dạn ra đi làm Phật sự, ha, lăn vào cuộc đời. Còn không thì mình rất là nhát, mình rất là sợ. Chính mình đó vô chùa mình cũng sợ lắm, mình thích ở trên núi hoài. À, nhưng mà nhờ cái pháp môn này nè, mình mới đi ra mình làm việc. Chứ không thôi mình ưng trên núi đó, mình hiện giờ mình cũng con trên núi chứ đâu. Tự nhiên ở ngoài Vũng Tàu chạy vô đây đó. Là như vậy. Nhờ pháp môn này mình mới mạnh dạn lên. Mình biết rằng, ồ, lúc nào cái đó nó cũng có nơi từ thân mình đây. Nó đâu có rời cái thân này, đúng không? Chỉ cần biết lắng tâm lại là gần gũi với nó. Rồi đem những cái thấy biết đó, những kinh nghiệm chia sẻ cho người ta. Vậy gọi là tu là học, phải không?
gọi là phụng sự. Hay vô cùng. Thực tế vô cùng. Đâu có gì diễn trong quan đường đâu. Đúng không? Không hề. Rõ ràng trước mắt. Cái độc đáo của nó là rõ ràng. Rồi đó. Mà cái thủ thuật này đó, không riêng gì tổ sư Trung Hoa sử dụng, Đức Phật trên hội Linh Sơn đã sử dụng rồi. Giơ cành hoa lên, Ngài Ca Diếp tại sao mỉm cười? Thấy. Đúng không? Chứ gì thấy nhận nó được. Không phải là thấy cành hoa đâu. Tạm thời đây nói thấy cành hoa, nhưng có thể Phật đưa cái gì khác lên đó, thì Ngài vẫn thấy. Ví dụ trong tay Ngài, Ngài cầm cái vụ chuông nha, Ngài đưa lên, và cầm micro Ngài đưa lên, thì Ca Diếp vẫn cười được, vì biết rằng mình có cái tánh thấy này này. Đúng không? Hồi nãy á, Ngài vô nghiệp là cái tánh nghe. Và trên phố hội Linh Sơn, Đức Phật khai thị cái tánh thấy. Tánh thấy lúc nào cũng có mặt. Đúng. Lúc nào cũng có mặt. Thí dụ, này thí dụ thôi, mình giơ cái micro lên. Thấy. Giờ mình để xuống. Hỏi thấy không? Thấy không? Hả? À, thấy gì? Thấy gì? Mình đang hỏi cái micro, giờ giơ lên hỏi thấy cái micro không? Giờ giơ xuống. Thấy không? Thấy gì? Thấy không có micro, micro để sao rồi không thấy, nhưng mà thấy chẳng thấy những cái khác, đó là cái thấy thường hiện hữu, cái biết thấy nữa đó, cái biết của cái thấy, chứ không phải cái thấy không. Thấy thì nó mang hình tướng, nhưng cái biết này không cần hình tướng vẫn thấy, đúng không? Như thấy cái hư không này nè, hư không đâu có hình tướng, cái này vẫn thấy chứ. Cái này thấy hư không không? Thấy một khoảng trống như vậy thấy chứ. Thì đó là cái biết thấy nên thấy, chứ đâu có hình tướng đâu. Còn cái thấy có thể là mang hình tướng, hiểu không? Còn cái biết thấy không cần hình tướng, nó vẫn biết thấy mà. Nhận được chưa? Thí dụ này có hình tướng này chứ. Thì cái mà mình thấy hư không, hư không vốn không hình tướng, thì cái đó gọi là biết thấy. Thấy được cái chỗ mà không hình tướng thì cái biết mới nhận ra được, cái thấy đâu có nhận ra, hiểu không? Thấy luôn luôn phải có đối tượng mới thấy, còn cái này không đối tượng nhưng mà vẫn biết, nhận ra được chưa? Mà cái biết đó gắn lên con mắt nên gọi là biết thấy, cái biết đó gắn lên lỗ tai gọi là biết nghe, chúng ta nhận ra chưa? Dễ hiểu cực kỳ. Thì chính cái biết đó đó tổ sư thiền rất là đặc nặng, đường đó mà vào, nó vào cửa thiền là như vậy. Vào cửa. Người nào mà nhận ra cái chỗ đó là vào cửa, là nương vào đó mà tu. Thì ví dụ quý thầy cứ thấy cái nó hoài đi, cứ nhận ra cái biết thấy biết nghe nó thường hành trong mỗi ngày, trong 24 giờ hoặc trong 12 tiếng thấy hoài vậy, thì vọng tưởng nó có mặt, rồi nó đốn ngộ là gì, tắt là gì. Mình sống với nó thì đương nhiên vọng tưởng không có mặt, những cái phiền não mình không có mặt, rõ ràng. Cho nên nó đổ ngộ là vậy, nó có sức mạnh lạ luôn, hay cực kỳ. À, cái thầy làm rồi cái thầy sẽ thấy, nó không cần đối trị gì cả. Ông có phiền não mới đối trị, này ông không có theo phiền não mà đối trị gì. Ông lúc nào cái đó nó hiện tiền hết á, nó biết thấy biết nghe nè, lúc nào cũng biết thấy biết nghe. Trong đây nó lặng lẽ mà nó sáng suốt. Quá đúng rồi, đúng là cái tiêu chuẩn mà Phật đề ra, tổ đề ra. Không thẳng tắc là gì. Ông khỏi cần nhớ cái pháp môn phải làm sao, không cần. Đâu có pháp môn gì đâu, gọi là vô môn là như vậy, không cần nhớ. Đúng chưa? Người nào mà có cái chuẩn duyên này đó thì lập tức nhận ra, và rất là nhẹ nhàng. Tôi rất là khỏe, phải không? Quý thầy học nhiều nè, đối với thầy mà chồng theo những cái pháp môn khác đó nhọc nhằn lắm. Thí dụ như cái pháp môn thứ ba chẳng hạn, thoại đầu công án, đây mình đề cập tới nó. Tại sao có cái thoại đầu công án này xuất hiện? Đây
Thưa, tại vì trải qua một thời gian đó, người ta biết giọng này, người ta biết thấy biết nghe này, những cái thủ thuật mà thiền sư sử dụng để dạy người đó, người ta cứ lập tới lập lui, rồi người ta mới dùng những cái đó làm thành những cái bài học và giải. Ví dụ người ta nêm những câu chuyện Phật ở Linh Sơn ra, người ta dạy cho thiền sinh, hoặc người ta đem cái câu chuyện của thiền sư Vô Nghiệp đó dạy thiền sinh, cái nó trở thành một cái gọi là công án, tức là một cái đề tài để người ta nghi ngẫm trên đó, đặng cho người ta ngộ. Người ta nhờ những câu chuyện đó, đó câu chuyện kể như vậy, ta nhớ, cái ta lúc nào cũng rời khỏi cái câu chuyện đó lên, người ta đặt vấn đề tại sao như vậy, thì đó là công án. Công án rồi lâu ngày đó, công án nó cũng thành một lần đi, người ta không ngộ nữa, mà người ta cứ đắm chìm trong đó, người ta mắc kẹt trên chữ nghĩa của công án ha, người ta lý luận trên đó, rồi người ta bàn chuyện trên đó, cứ đi đến đâu cũng xách mấy câu chuyện nó kể qua vui chơi thôi, không còn ý nghĩa trung thực của nó nữa, để mà ngộ nữa, nó lờn, nó lờn thuốc à, hết hay à, thì thoại đầu xuất hiện. Thoại đầu là gì? Thoại đầu nó khác công án như chỗ, nó là một câu nói thôi, mà cái câu nói nó đầu là trước, thoại là câu nói, đầu là trước, trước khi mình mở miệng mình nói ra đó, đó gọi là thoại đầu. Tham thoại đầu gọi là chiếu cố thoại đầu, chiếu cố thoại đầu là mình luôn luôn để ý tới cái mà trước khi mình nói, xét xem nó là cái gì, gọi là thoại đầu. Thí dụ như ngài Quy Sơn hỏi ngài Hương Nghiêm. Hương Nghiêm là một thiền tăng rất là thông minh, nghĩa là đối với chữ nghĩa trong kinh điển ông rành lắm, biết nhìn nhách nhưng mà không có ngộ, hiểu với ngộ nó khác nhau điểm này. Có thể với thầy hiểu kinh hiểu hết đó, nhưng mà ngộ thì chưa ngộ. Thì Quy Sơn là bậc thầy mà mới nói, giờ ta hỏi ông câu, ông tự đáp cho ta nha. Thì ngài Hương Nghiêm đồng ý. Cái Quy Sơn mới hỏi, khi cha mẹ chưa sanh ông ra đó, ông là ai? Nói một câu thôi, thử nói một câu, khi cha mẹ chưa sanh ông ra, chưa sanh ra biết gì nói, đúng không? Không thể nói được. Hương Nghiêm kiếm hoài không biết, tìm cái đáp án không ra luôn, về nhà mở tủ kinh thôi, lục hết cái lời giải đáp, không có. Tức mình tức mấy, nó kỳ cục. Cái ông tới là Quy Sơn ông lại ông khóc, mà thượng chỉ cho con không biết nổi, mà thượng hỏi con không trả lời được. Thì Quy Sơn cười không trả lời, không trả lời. Ông nói nếu ta nói ra thì chuyện của ta, không phải chuyện của ngươi, đi đi về tự tìm hiểu đó. Thì Hương Nghiêm về, ông lôi hết sách vở trong kinh tổ ra, ông đốt đem trước tăng đường, ông đốt trời. Rồi ông xin giả từ Quy Sơn, ông đi về cái chỗ của Nam Dương Quốc Sư đó. Tới chỗ đó rồi ông cắt các cằm tranh, ông cuốc đất, ông trồng khoai, ông sống, ông thèm, ông nói chữ nghĩa giờ không giúp gì được hết trơn vậy đó. Mà khi ngày cuốc đất trồng rau trồng khoai đó, thì một hôm cuốc nhầm cục sỏi đó, vô đi sỏi á, nó văng vô cái bụi tre, thì kêu một cái cốc. Lập tức ông ngộ liền, ông ngộ nó được, ông nhận nó được cái chư tổ muốn chỉ đó. Ông mừng quá trời quá đất. Mà lúc đó cách xa ngài Quy Sơn lắm, cái đất của Nam Dương Quốc Sư ở cách xa, cho nên ông mới lập bàn hương án, ông quay về hướng của Quy Sơn ở, ông đảnh lễ, ông nói ơn của ngài Quy Sơn còn hơn cha mẹ nữa. Nếu lúc mà con hỏi ngài mà ngài đáp thì giờ không có, cái chuyện ngộ này nó không có, nhờ ngài không đáp con như vậy, cho nên bữa nay con mới nhận ra được, mừng quá trời, là như vậy. Dạ, đó là mình nói về thoại đầu là như vậy. Tham cái chỗ mà trước khi mở miệng nói cha mẹ chưa sanh, mình đâu có cái miệng đâu, chưa có cái thân này, lần sau nói hay mình nhận ra được chỗ đó, đó gọi là chiếu cố thoại đầu. Và cái phương pháp này á, nó xuất hiện vào đời Tống, do ngài Đại Huệ Tông Cảo chủ trương. Đại Huệ Tông Cảo
chủ trương. Nhà pháp môn này được ai dạy ở Việt Nam mình? Dạ thưa Hòa Thượng Di Lực ở trại Việt Nam này. Hòa Thượng Di Lực đúng không? Rồi cái pháp môn, hai pháp môn trên đó là do ai đề xướng ở nước mình? Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ đúng không? Nhưng mà những cái này đều của tổ sư dạy hết á. Hòa Thượng chỉ là người lặp lại thôi. Hòa Thượng khám phá ra ha, tức là nhờ tra cứu trong kinh điển thấy rồi dạy cho chúng ta, chứ cũng không phải Hòa Thượng đặt ra. Chứ nên hiểu nha, tổ sư đã dạy rồi. Cái pháp môn mà công án thời đầu cũng vậy, Hòa Thượng Di Lực cũng vậy, thì cũng của tổ sư thôi. Cái pháp môn trên này đó là do tổ Vị Khả đúng không? Thì cái biết thấy biết nghe này xuất phát từ Kinh Lăng Nghiêm và chư tổ bên Trung Quốc, Trung Hoa. Như ngày mình nói Mã Tổ dạy cho thì sư Vô Nghiệp nhá. Còn cái này đó là do ngài Đại Huệ Tông Cảo chủ trương công án. Đây là một thiền sư lớn ở nhà Tống, Trung Hoa. Tên ngài đi luôn. Tên thật là Tông Cảo, hiệu pháp danh là Đại Huệ, ta gọi là Đại Huệ Tông Cảo, là như vậy. Như vậy là quý vị biết ba cái tôi rồi đúng không? Đó là cái điểm mà nhấn đó, người ta những gì mà tổ hiện tại dạy cho chúng ta đó, đại biểu là Hòa Thượng Thanh Từ dạy cho mình biết vọng và biết thấy biết nghe. Rồi ngài Di Lực đó, thì ngài dạy cho mình cái thoại đầu công án này, chứ còn tham thoại đầu á là như vậy. Tùy vào căn cơ của mỗi người thích hợp với pháp môn nào về tổ sư thiền đó, thì có thể chọn trong những cái cách này mà dạy, mà tu học theo. Ở đây mình không đề cập những cái pháp môn thiền khác, tại vì những pháp môn khác không phải là tổ sư thiền, mình không nói ở đây, nó dành riêng cho thượng tọa Tăng Định đó. Đại thừa ở đây mình cũng không đề cập qua. Có một nhân vật rất là hay, rất là tài, rất là xuất sắc, nhưng mà ngài cũng không có chủ trương dạy tổ sư thiền, cho nên mình cũng không đề cập qua. Đó là Hòa Thượng Làng Mai. Hòa Thượng Làng Mai thật ra ngài dạy cái gì? Dạy cái gì? Đại thừa thiền, chứ không phải tổ sư thiền. Mặc dù ngài cũng biết cái này, nhưng mà ngài dạy bên những cái châu Mỹ, châu Âu á, thì thích hợp đại thừa thiền hơn, nên ngài ứng dụng cái đó ngài dạy. Còn ở Việt Nam mình, Hòa Thượng Trúc Lâm á, thì ngài dạy cái này tổ sư thiền, nhờ thượng Di Lực nhà tổ sư thiền. Đó là những cái nét chính về tổ sư thiền ở Trung Hoa, Ấn Độ, Trung Hoa và Việt Nam. Thì bây giờ chúng ta tới một vị lên bôi cho mình căn bản đi. Mình sẽ tiếp tục cái Ba La Mã. Một thầy lên bôi cho mình. Mình sẽ nói tới cái điểm khác biệt giữa Nguyên Thủy Đại Thừa và Tổ Sư Thiền này đây. Anh cho quý thầy thấy được ha. Chứ anh thôi có nhiều người học, nhiều người tu trải qua nhiều năm tháng, đối với Nguyên Thủy thì phân biệt được, nó khác với Tổ Sư Thiền thì được. Nhưng mà đối với Đại Thừa với Tổ Sư Thiền, giờ mình xin hỏi quý thầy, nhất quý thầy, phân biệt được không? Đại Thừa Thiền với Tổ Sư Thiền phân biệt được không? Nó khác nhau chỗ nào? Như Lai Thiền thì đối với Tổ Sư Thiền thì nó khác, dễ nhận ra lắm. Nhưng mà giữa Đại Thừa với Tổ Sư này hơi khó nhận ra. Ai nhận ra được lên trình bày mình nghe coi. Thì sao quý thầy lên tới đây rồi quý thầy cũng biết chứ, biết không? Biết cái điểm khác biệt giữa Đại Thừa và Tổ Sư Thiền không? Khác chỗ nào, biết không? Mình này có ai biết không? Giữa Đại Thừa Thiền và Tổ Sư Thiền khác nhau chỗ nào?
những cái mình lập tới lập lui là coi chừng bị hỏi đấy trong bài thi. Các nhà làm sao biết không? Ai chỉ ra được? Chỉ ra được mới thấy cái điểm đặc sắc của tổ chức thiền, chứ không thôi là muốn giống đại thừa vậy lập ra cái tông phái này làm gì? Nếu nó giống đại thừa thiền lập ra nó làm gì, phải không? Do gì nó có khác, chắc chắn là phải khác thôi, cho nên nó mới có mặt. Cái gì hiểu không? Nên sở dĩ nó có mặt là nó khác cái trước, đương nhiên vậy. Ô nè, giờ mình sẽ nói về cái số ba la mã này nè. Sự khác biệt này, một phần nguyên thủy nè, để cầm sơ ra cái còn gọi là nguyên thủy thiền, còn gọi là Như Lai thiền, như tắt này ha. Bây giờ á thì nguyên thủy dạy chúng ta điều gì, mình phải trình bày ngắn gọn chút rồi mình mới thấy sự khác biệt. Dạy chúng ta điều gì? Giờ quý vị mà học thiền của Như Lai đó, thiền của Phật dạy đó, thì Phật dạy chúng ta tu thiền gì? Dạy sao? Mục đích của nó, nói cái mục đích thôi, nói cái chỗ cuối cùng thôi, không nói những pháp môn dài dòng đó. Cái chỗ mà rốt ráo của Như Lai thiền để chúng ta được cái gì? Cũng chứng ngồi Niết Bàn cái gì, đúng không? Pháp môn nào mà không dạy đạt tới Niết Bàn, nhưng mà đã đạt cái Niết Bàn ha, ra sao? Ra sao? Đó là điều quan trọng. Cái điều mà tôi muốn nói ở đây, muốn nhấn mạnh ở đây. Cái Niết Bàn của Nguyên Thủy dạy cho mình đó, của Phật dạy là Niết Bàn gì? Nó ra làm sao? Nhận được những cái điểm này là quý vị sẽ thấy sự khác biệt giữa bao cái môn thiền mình học. Như Lai thiền, cái Đại Thừa thiền và Tổ sư thiền. Mỗi cái có một cái đặc sắc của nó. Thì theo kinh điển nói đó, cái Như Lai thiền này á, tới chỗ cuối cùng cũng đạt tới cái Niết Bàn. Và do tại sao đạt được Niết Bàn? Do gì? Đốt cháy phiền não, đúng không? Thường thường người ta dùng cái từ là đốt cháy, đốt cháy. Và Niết Bàn nó được tượng trưng bằng cái ngọn lửa, ngọn lửa trí tuệ, đó là quang diễm, tiếng Tàu gọi là quang diễm, tức là ngọn lửa trí tuệ đốt cháy nè, đốt cháy nè. Mình đạt được Niết Bàn, đây là hai điểm chính của Nguyên Thủy. Mà thường thường Niết Bàn này đó là cái chỗ tịch diệt, tức là đốt sạch cái phiền não rồi, cái vắng lặng, trở về cái trạng thái gọi là vắng lặng ha, thì gọi đó là Niết Bàn. Nó hết phiền não gọi là vắng lặng. Tính chất của Niết Bàn là vắng lặng. Đó, đầu tiên thì Nguyên Thủy là chủ trương cái này. Cho nên nó đối trị là vậy. Mình có phiền não phải không? Dùng những pháp môn đối trị để chi? Đốt cháy nó, đốt cháy nó trở về trạng thái vắng lặng, gọi là Niết Bàn. Đúng không? Tịch diệt á, tịch diệt là vắng lặng, là Niết Bàn. Rồi kế đó, Đại Thừa Thiền. Thì giả tam thế nào? Thì Đại Thừa Thiền cũng dùng những cái pháp môn đối trị, thì cũng chỉ cho ta biết rằng phiền não từ đâu mà ra, và khi hết phiền não trở về đâu. Đó. Thì dạy cho ta biết rằng chúng ta có một cái tâm ha, tâm chân như, tâm chân như.
Cái tâm chân như này nó có hai mặt của nó. Cái mặt sinh diệt á, và cái mặt không sinh diệt. À, thì cái mặt này á, vọng nha. Nhờ cái mặt chân. Cái mặt vọng thì có phiền não. Mặt chân thì thanh tịnh. Đúng không? Nhật từ cái vọng tâm này đây, phải tu tập. Biết mình có vọng tâm thì tu tập. Mình dùng những pháp môn của Phật dạy. Đại thừa thì ưa dùng pháp môn gọi là đối trị. Ví dụ như tham, ví dụ tham của cải, chứ không phải tham sắc đẹp không. Nói chung là những cái tâm tham mình, những tâm hành là tham nó nổi lên, thì dùng cái gì để trị nó, quán cái gì vô trị nó, ai biết. Ví dụ như mình tham nhà cửa, nhà lầu xa hơi, giờ để trị cái tâm đó, mình dùng cách quán gì? Dạ đúng, vô thường. Dùng vô thường quán. Vô thường quán. Đó là một ha, để trị tham. Trị tham. Rồi thí dụ bây giờ mình nhiều nóng giận, mình dùng cái gì để trị nó? À, từ bi. Từ bi quán. Để quán gì vậy? Trị bệnh sạch. À, sạch. Là như vậy. Đại khái là như vậy. Thì có là pháp môn đối trị. Mà kết quả nó được cái gì? Thưa, kết quả nó trở về cái tâm thanh tịnh này đó. Như vậy giữa đại thừa và tổ sư có gì khác biệt? Đó. Với tổ sư thiền mình cũng vậy, cũng đưa tới cái kết quả là trở về cái tâm này mà, cái tâm chân như này mà. Này, đúng không? Vấn đề nhảy nổi bật ở đây số 3 là thiền tâm, tức là tổ sư thiền. Đại thừa chủ trương có một cái tâm thanh tịnh như vậy, cái tâm chân như nó như vậy. Nhưng mà để đạt tới cái trình độ thanh tịnh này đó, thì chúng ta phải trải một thời gian tu lâu xa kìa, 3 tăng kỳ, thì mới đạt được nó, mới thấy được cái diệu mục của nó, cái con mại mặt của nó. Lâu vậy, trên gọi là tiệm vậy. Đại thừa bị tổ sư thiền gán là không phải là không đúng, đúng chứ, nhưng mà chậm, tiệm nghĩa là dần dần tiệm. Này ha, trải qua 3 tăng kỳ là quá lâu rồi, là tiệm. Tiệm, tiệm là dần dần có thứ lớp. Tôi phải trải qua 52 giai vị, từ thấp đến cao, mới đạt tới cái chỗ cứu cánh này. Bởi do là gì? Thập gì trước? Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói 40 giai vị cộng với gì thứ năm là thập địa, là 50 giai vị cộng với đẳng giác, diệu giác là 52 giai vị. Tức là đi qua những cái thứ lớp, đi dần dần lên như vậy thì mới thấy được cái thanh tịnh này, chân này. Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là 40 cộng với thập địa là 50, cộng với đẳng giác, diệu giác, diệu giác là Phật, 52 giai vị. Trải qua lâu như vậy, thứ bực như vậy mới đạt tới được. Đó là đại thừa chủ trương. Để đạt được cái tâm thanh tịnh này ha, thì phải trải qua 52 giai vị. Giai vị tức là thềm thang, chỉ giai là cấp bậc, mình viết tắt như đủ đi. Ngay vậy. Trong khi thiền tông chúng ta không cần cái này. Đây là điểm đặc biệt của thiền tông. Ngay nơi quý vị đang có phiền não đây ha, đang có phiền não đây, chỉ thẳng cho quý vị thấy quý vị có cái tâm thanh tịnh này. Nó có sẵn cái thể và dụng. Cái thể là gì? Vắng lặng. Cái dụng là gì? Thường chiếu soi. Cái thường biết đó chính là cái dùng của chân như. Lúc nào cũng biết, đâu phải là không biết. Quý vị không suy nghĩ gì vẫn biết mà. Chịu không? Quý vị phải chịu chỗ này mới được. Phải thấy được chỗ này.
giờ không suy nghĩ có biết không? Biết chứ. Chẳng hạn như kêu quý vị đó, quý vị đang đi ra rồi mình kêu tên quý vị quay đầu lại, cái đó đâu có suy nghĩ gì đâu. Ví dụ như thầy là pháp nhân vậy, thầy nói Bảo à, ví dụ thầy đưa nước bước ra ngoài kêu Bảo, thầy giúp mình được quay lại, lúc đó thầy có suy nghĩ không? Không suy nghĩ. Đó là cái biết đó thầy. Mà cái biết đó nó không kinh qua cái ý thức của mình, không sử dụng ý thức, được thiền tông đề cao dữ. Tu là ngay cái biết đó mà tu. Thì cái biết đó chính là một phần thôi, nhớ chưa phải toàn bộ của cái tâm thanh tịnh của mình. Dùng cái đó để vào cửa thiền ấy, vào cửa tổ sư ấy. Cái biết đó cho nên nó vắn tắt nhanh chóng cực kỳ, đúng không? Đâu cần trải qua năm hai gia vị gì đâu. Còn Phật nó, Phật tâm nó hiện tiền mà. Thấy rõ chưa ha? Đó là điểm khác biệt với Đại Thừa Hiên. Đại Thừa đòi hỏi quý vị phải sạch hết phiền não gì mới thấy. Trong khi Thiền Sư có cách chỉ cho quý vị thấy liền, lập tức thấy nên nó liền. Nhưng mà không phải là xong, tu tiếp. Nhưng mà quá hay rồi, mình thấy được như vậy là nó tắt dữ lắm rồi. Nhận ra được như vậy là quá hay rồi. Ngay lúc mà mình lặng lẽ, mình hằng biết như vậy, tức là chân tâm hiện tiền đấy. Ngay đó mình vào mình tu, tiếp tục tu á, tức là duy trì cái trạng thái đó là đúng, là mình tu. Dạ, mình thấy giữa cái thời đại mà thông tin quá nhiều bây giờ đó, quý thầy tu cái pháp môn này, quý thầy sẽ nhẹ nhàng. Bây giờ quý thầy sử dụng máy vi tính nè, điện thoại thông minh nè, nhiều thứ quá, đúng không? Ai cũng sử dụng đó, cái đầu nó đã rối rồi. Mà thêm nhiều cái pháp môn vô kháng nữa càng rối nữa. Sự thật là như vậy, nó càng rối nữa. Mà ứng dụng cái này thì quá nhẹ nhàng, quá khỏe, thẳng tắc, buông xuống hết. Trong khi mình đã quá nhiều thông tin rồi, buông xuống thì nó khỏe. Có phải không? Quý thầy buông xuống. Thí dụ dành trong ngày đó, quý thầy có một khoảng thời gian, quý thầy ngồi lại, gác những cái công nghệ thông tin quan bên đi, ứng dụng cái này tôi khỏe quán vô cùng. Và nó có rỗng như vậy, quý thầy mới tiếp thu cái mới được, quý thầy mới thông minh ra. Còn quý thầy cứ nhồi nhét vô hoài đó, càng ngày nó bỏ quà đó, càng trì trệ. Thật á, quý thầy mà nhét vô đầu nhiều thứ quá là nó mắc kẹt, nó ì ạch, nó không hoạt bán được. Không phải không? Mình chứng minh cho thấy nè, một cái chai nước, quý thầy mà nhét đầy nhóc nước, ấn đồ đầy nhóc đầy luôn đâu, quý thầy lắc nó đâu có được. Cứ ngắt rồi đẩy nút lại nữa, nó không có cách nào mà nó lưu thông được. Còn thầy chừa khoảng trống khoảng chừng 5 phân còn tất đi trong cái chai, thì thầy lắc trộn mới được, nó quạt bát, nó chạy tới chạy lui được đâu. Phải không? Thì cái đầu mình cũng vậy, mình mà nhét đầy cứng cái đầu là đối với thầy suy nghĩ ra cái gì nó chậm. Còn cái thầy ngồi lại với thầy buông xả nữa, sống với cái biết hiện tiền nữa, thì càng ngày càng thông minh. Chuyện là cái thầy tiếp thu những cái mới là nhanh chóng cực kỳ, làm bài vở nhanh. Mình cứ ứng dụng rồi biết, mình theo hòa thượng trên 40 năm rồi. Hồi mình theo hòa thượng năm 19 tuổi, năm nay mình 64 tuổi rồi. 64 tuổi rồi. Mình có cái niềm tin này lắm, giờ mình ứng dụng mình thấy mình làm được việc ở đây. Mình cũng giống như quý thầy thích học, mình thích dịch kinh lắm, mình ưa viết sách rồi lắm. Mình làm được 18 đầu sách đấy. Là nhờ ở đâu vậy? Là nhờ đốc dụng của quán này nè. Mình làm mình không thấy mệt. Dịch sách, viết sách rất khỏe. Tại sao mình buông, mình theo gì nữa đó, khỏe khoắn đó, nó đỡ lắm. Còn quý thầy mà nhét vô nhiều quá là có ngày chở đi nhà thương đấy. Sự thật á, cái đầu mình rồi nó không có chịu nhiều. Phải biết thư giãn, mà thư giãn bằng cách này, vừa tu vừa thư giãn luôn, rất hay. Mình đang rất ngạc nhiên, mấy học giả cũng ngạc nhiên, nó nói ông thầy này không bằng cấp vậy chật, mà sao không làm được sách vở nhiều quá. Không chuyên, nhà mình chuyên, mình đâu làm gì khác với thầy, chia một ngôn thôi. Tức là những cái gì về thiền tông là mình rất là rành, mình đào sâu đi thẳng vô đó luôn.
Những sách giáo mình dịch toàn về Thiền Tông không? Mình dịch cũng vậy, Thiền Tông. Đó. Phải nắm những cái yếu quyết đó, chờ chính Hòa Thượng Trúc Lâm dạy cho mình. Nói con đừng có học gì nhiều, thứ một thôi. Nhất nghệ tinh, biết một nghề thôi. Cho mình nghe lời, mình làm nghề đó thôi. Mình đâu có bằng cấp với thầy. Mình bị Hòa Thượng ở đây nè, Hòa Thượng viên trưởng hỏi mình. Kêu trình bằng cấp tiến sĩ ra, mình nói dạ con không có tiến sĩ. Nên thiệt thiệt với thầy luôn á. Con đâu có, con hồi con vô tùa là con 19 tuổi mà. Con vừa tốt nghiệp cấp 3 thôi, bắt đầu vô đại học thôi. Học con năm 1 đại học. Nên cái mình đi vô trường thôi. Mình đâu có cử nhân gì đâu, mình thua với thầy nữa. Nhưng mình nhờ trong đạo lâu, học chuyên một thứ. Thì khi mà ở đây mời, thì tông môn cử mình ra. Tôi thấy mình rành, vậy thôi. Chứ mình đâu có bằng cấp gì đâu. Nói thiệt, mình từng bị Hòa Thượng viên trưởng hỏi 3 lần luôn. Trình học vậy ra. Nếu dạ con không có học vị. Các Hòa Thượng, ủa sao vô đây dạy được á? Cái mình mới thưa thiệt là ở đây mời trong tông môn con thì Hòa Thượng con cử con vô đây. Ngày già rồi ngày không có đi vô đây được. Chính Hòa Thượng Trúc Lâm hồi đó cũng từng dạy ở Nguyễn Kiệm á, Phú Nhuận á, từng dạy đó mà. Mình nhờ mình kế thừa, mình cũng đâu bằng cấp gì đâu. Không nghe. Nói như vậy là không phải là mình chê bai nha. Không phải à. Mình chỉ nói bản thân mình thôi. Là vậy đó, dở vậy đó. Nhờ được cái nhờ mình chuyên. Chứ đi học rất tốt thôi. Có bằng cấp vẫn hơn, đúng không? Rất quý. Nhưng mà trường hợp mình hơi đặc biệt. Tại mình tôi 19 tuổi làm gì có bằng cấp cử nhân, tiến sĩ. Làm gì có. Cái nhiều mình nhấn mạnh ở đây là gì? Chuyên. Chuyên cần là quan trọng lắm. Làm việc gì vậy phải chuyên cần. Chuyên cần là siêng năng, chuyên một thứ thôi. Siêng năng là một thứ thôi. Nhớ cái đó, cái thầy học như vậy nè. Phải biết khôn. Chuyên cần thì thành công à. Là như vậy. Thì cái pháp môn này đó, sẽ giữ mình đề cập tới vấn đề này. Là tập pháp môn này. Trong khi mình học như vậy, cái gì đang học cử nhân này nè. Yếu tố chuyên cần quan trọng. Và trong khi mình học như vậy, đừng nên nhồi nhét nhiều. Khi rảnh thì áp dụng cái này nè, cái tổ sư thiền này vô nè, ngồi lặng lại để cái tâm nó sáng suốt. Thế là học hành rất là nhanh. Cái bằng cử nhân lấy rất là dễ thôi. Sự thật. Còn nhồi nhét nhiều chưa chắc lấy cái bằng cử nhân được. Chưa chắc lấy tiến sĩ được. Nhiều quá nó loạn. Hiểu không? Nó rối, nó loạn. Xài smartphone, xài vừa vừa thôi. Xài quá nó loạn. Biết không? Xài quá nó rối trí. Nó nhiều thứ quá. Mấy thằng nào mà càng nhiều ứng dụng càng làm mình rối. Vừa chừng thôi. Nó giúp mình trong một cái phạm vi nào đó thôi. Là mình biết xài nó. Nó giúp mình. Còn quý thầy mà xài những cái cao cấp quá đó, nó nhiều ứng dụng quá, nó sẽ hại quý thầy đấy. Rối nhiều quá cái đầu không biết để vô đâu, nhiều quá nó rối, mà rối thì không hay. Phải như không, quý thầy thử rồi quý thầy biết à, mình sẵn sàng để cho quý thầy tự nghiệm, tự quý thầy có kinh nghiệm thì biết. Chứ không cấm mình, đặc biệt đối với học trò mình ở trong thiền viện không cấm. Mấy ông sử dụng đi rồi mấy ông thấy kết quả của nó. Cứ việc thí nghiệm đi rồi sao thấy. Xài điện thoại cho xài đó. Rồi biết tay, biết thân với nó. Xài nhiều quá rồi bích trật. Kêu lên nói gì nói không được. Vì mấy cái nó đi chi phối. Hình ảnh trong đây nhiều quá, nó chi phối. Trong biết sử dụng nó giúp ngược lại mình. Cái gì cũng vậy, nó hay mà. Con dao hai lưỡi mà. Hiểu không? Biết dùng con dao thì nó giúp mình cắt gọt cái này kia ăn. Không biết dùng nó là tai hại luôn. Con dao bén không có lỗi. Mình nhấn mạnh như thế này. Cái điện thoại thông minh không có lỗi. Lỗi là mình biết sử dụng hay không. Sử dụng mà mê nó quá thì nó hại mình. Đúng không? Tối ngày vùi đầu nó chạch 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 quá. Thì nó hại.
Còn biết dùng nó quá tốt đi chứ. Quý thầy biết sử dụng nó giúp cho quý thầy học hành nhanh lắm, vì nó đầy đủ hết trơn, đúng không? Giúp rất nhiều. Ngay cả cái vi tính, cái laptop như vậy nó giúp ích rất nhiều. Biết sử dụng nó à, mình thì không phê phán cái đó đâu, nhưng mình nhắc chừng biết cách xài nó nhiều chừng giúp ích rất nhiều. Bên cạnh đó, biết ứng dụng cái cách tu này vô tâm mình nó nhẹ nhàng, nó thông thoáng á, thì trí tuệ mới phát triển được. À, nó đang, mình đang sống với cái xã hội này nhiều thông tin quá, mình còn nhồi nhét vô nhiều pháp môn nữa, học nhiều thứ quá, nó sẽ loạn đấy. Loạn thì không sáng được. Nhớ như vậy. Thường thường mình tới số mấy mình mới nghỉ? Tám giờ mấy? Gần tới hả? Sao thế? À, do mô Phật bạch thầy cho con hỏi là cái tổ sư thiền này là thấy tánh rồi mới khởi tu đúng không ạ? Còn đại thừa thiền và nguyên thủy thiền là khởi tu rồi sau đó mới thấy tánh. Dạ, mô Phật thầy cho con hỏi, thầy giải thích thêm cho con một chút xíu nữa. Ngay tổ sư thiền á, là ví dụ như mới nãy thầy có nói là không cần phải kinh qua cái suy nghĩ hoặc là tư duy là có thể thấy được tánh. Ví dụ như ngài Huệ Khả hoặc là ngài Vô Niệm, mới nãy chỉ có bị khai thị thôi là có thể giác ngộ được. Nhưng mà theo con nghĩ á, là những vị đó đã có một thời gian tu tập rồi, họ đang bị bế tắc ngay chỗ đó, thì khi được khai thị thì họ mới giác ngộ được. Cũng giống như mới nãy thầy lấy cái ví dụ chỗ cái thầy Bảo. Thầy Bảo là khi thầy hỏi thầy Bảo thì thầy đó tức thì quay lại. Thì theo con nghĩ không phải tự nhiên mà thầy đó quay lại được, nhưng mà do tích tập một thời gian rồi. Khi sinh ra thầy không biết thầy là tên Bảo, nhưng mà do thầy cứ chú tâm vào tên Bảo, mình tên Bảo, thì khi mình kêu tên Bảo thì thầy mới quay lại, chứ không phải tự nhiên mà quay lại. Xin thầy giải thích giùm con thêm chỗ đó nhé. Câu hỏi rất hay. Đó là thầy ổng muốn hỏi rằng tôi theo tổ sư thiền cũng phải kinh qua những cái bước trước đó, tức là những bước chuẩn bị, chứ không phải khi không biết liền. Ví dụ phần trường hợp là kêu ông thầy Bảo này chẳng hạn, thì ông thầy bảo này cũng đã quân tập cái tên gọi nó từ hồi nhỏ rồi ha, cái tên nó nằm trong tiềm thức rồi, giờ kêu mới biết mà quay lại, đúng không? Thì quá đúng rồi, nó là như vậy. Ở đây nè, mình hãy nhắc quý thầy, thì ra quý thầy ngồi đây không phải một đời một kiếp này mà có mặt ở đây đâu, nhiều đời nhiều kiếp. Cũng có nghĩa là cái chủng duyên Bát Nhã đó, cái tổ sư thiền lựa đề cập tới Bát Nhã. Bát Nhã là cái trí tuệ sẵn có của mình. Thì ra mà chỉ có những bậc mà kiến tánh triệt để đó, tức là thiền sư mà giỏi đó, họ mới có cái năng lực nhìn thấy quý thầy ra sao, mình thấy những cái chủng duyên đó đó, theo quý thầy. Còn như mình thì chưa được tình trạng trình độ đó đâu. Nhưng mà theo mình giải thích đó, thì như thế này. Nên tự trong mỗi thầy cũng không biết được là ai đã gieo trồng cái chủng duyên này rồi, tức là trước đó đã tu cái tổ sư thiền này rồi ha. Cho nên một khi mình gặp lại đó thì nó nhanh lắm. Ý mình cũng nói như vậy, đúng không? Như thầy nói đã từng tu tập rồi, từng tu tập rồi, sao biết nổi nhau cũng từng tu tập mình đâu biết được. Nhưng mà một khi mình khơi gọi lên đó, ta dùng cái từ khơi gọi thì lập tức nhận ra. Giống như thiền sư Vô Nghiệp bị Mã Tổ kêu ra là ông nhận ra, vì ông đã từng gieo cái chủng duyên đó rồi. Tổ sư thiền này hạt giống nó có trong tàn thức không, kêu ra là ông nhận ra được liền, nhanh lên. Là như vậy đó. Đương nhiên là có sự chuẩn bị thôi, nhưng cái chuẩn bị đó nó tự thân của người tự biết. Cho mình thì không có khả năng đọc được tâm tư với thầy. Thì đây mình dạy chung chung vậy. Còn xưa đó ha, mỗi thiền sinh tới ông tổ nhìn ra được, ông có cái cách riêng của ông đối với từng người. Hay vậy, ông gọi ngay là nhà chốc luôn. Lãnh hội được liền những độc đáo của tổ sư này. Nó khác như bây giờ. Mình cũng thưa thiệt, mình cũng không có cái khả năng đó. Nhưng mà tổ như này mình không có khả năng đọc được tâm tư quý vị, chưa đủ trình độ đó. Mình cũng dạy chung chung cho ta, để mình giải thích cho ta, hiểu không? Là như vậy đó.
cái mà như Đức Phật và các thiền sư mà gọi là hàng cao thủ đó, thì các ngài á gọi là kiến tánh triệt để. Nhưng nó triệt để là làm tới tận cùng rồi, nghĩa là thấy thấu suốt hết, gọi là kiến tánh triệt để. Đối với cái tâm tánh mình đó, nó như cái vòng tròn, tròn sáng 100%, không có bị một cái gì che đậy hết trơn, hoàn toàn sáng suốt, tức là kiến tánh triệt để. Còn cái kiến tánh ở đây nè, như thầy mới vừa hỏi mình đó, và tổ sư thiền giới thiệu chúng ta đó, là kiến tánh khởi tu. Mình nhận ra rồi mình mới tiếp tục mình tu để cho đến kiến tánh triệt để. Hai điều khác nhau, mình hiểu không? Cái này mình thấy được cái tâm thanh tịnh mình trong một khoảnh khắc thôi, chứ không phải luôn luôn thấy được như vậy. Cho nên nó là khởi tu, cũng kiến tánh đấy, nhưng mà mới thấy được một phần thôi, chưa thấy hoàn toàn. Cái tâm mình quá chưa hoàn toàn 100% thanh tịnh, nó còn phiền não mà. À, nhưng mà mình biết mình có cái đó, có khả năng thành Phật đó. À, nó nhận ra chứ. Đó, nó khác biệt với Đại Thừa với Nguyên Thủy là chỗ này. Vậy thôi. Hiểu rồi ha. Nhân luôn luôn phải nhớ rằng mình với Phật khác nhau lắm. Phật là triệt để, kiến tánh triệt để, mình mới kiến tánh khởi tu mà, mới bắt đầu. Ha. Vậy được chưa? À, có cần gì nữa không? À, đây giờ làm rồi, nghe nghĩ.